Một cuộc hôn nhân là kết quả của canh bạc thắng thua, ân oán giữa hai thế hệ. Tôi muốn làm như năm xưa, giống như ông nhấn chết cha tôi trong cái lưu rượu này, để điền gia ông hủy sự thật tan sự, tuyệt thử tuyệt tôn. Kể từ bây giờ cô là ác đại của tôi. Tôi không phải. Lời cô nói ở đây không có giá trị. Hôn nhân đã làm thay đổi số phận của những con người. Không ngờ cô vừa mới ra khỏi sào huyệt của thổ phỉ, bây giờ lại chạy tới từ đường điền gia chúng tôi để dụng trộm. Tôi đánh chết cô. Theo tộc quy điện thị, giờ ngõ hôm nay đếm xong. Hoa hồng, kiếp sau gặp lại. Thẩm gia môn, lão tử tới rồi đây. Trần Tam Thấu, chúng ta nhét lắm. Chạy mau, Trần Tam Thấu. Đón xem bộ phim Hoa hồng lửa được phát sóng vào lúc 18:45 từ thứ Hai đến thứ Năm, bắt đầu từ ngày 14 tháng 10 năm 2021 trên kênh VTV9.